Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong video đầu tiên của ngày hôm nay, Thuyết sẽ xin chia sẻ một lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ với cái tựa đề uh, yêu một người không phải là bằng mọi giá để chiếm lấy thân xác của người ấy. Yêu một người cũng không có nghĩa là ăn cắp được trái tim của người ấy vâng trước khi đi vào cái câu chuyện này thì tuyết sẽ xin chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến tình hình bão lũ ở Việt Nam và sau đó đến một số bình luận trực tiếp liên quan tới câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi ở xứ sở lá phong vâng thưa quý vị và các bạn uh, trong những ngày vừa qua người Việt Nam chúng ta uh, đang rất là đau buồn và đang cố gắng trong cả nước đang cố gắng hướng về miền Bắc Việt Nam lời của những trận lũ quét, những cái cơn bão số 3 à, đi qua đã để lại rất nhiều thiệt hại cho người dân của chúng ta. Hôm nay thuyết qua thêm những cái thông tin về uh, sạt lở ở Lào Cai thì ở trong cái tỉnh Lào Cai đây là một tỉnh miền núi phía Bắc và nó có tất cả là trong ngày mùng 10 là có 3 vụ sạt lở xảy ra hôm qua thì Tuyết đã thông báo cho quý khán thính giả một cái vụ sạt lở ở cái thôn Nà Nù tức là khiến uh, có 35 hộ bị uh, bị nũ quét tức là nó tràn hết vào ngập hết và chết rất nhiều người đúng không ạ nhưng hôm nay thì theo thông tin của Tuyết lại là 37 hộ chứ không phải 35 hộ và cái cơn lũ quét này nó, nó 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 vùi lấp 158 người. Chứ hôm trước chúng ta chỉ thấy là 128 người thôi. Có nghĩa hôm nay là cái cái thông tin mà thuyết nhận được tức là chênh nhau hai hộ này. Trước là 35 nhưng hôm nay là 37 hộ và số người bị vùi lấp là 158 người. Vâng, trong khi đó thì cũng vào ngày 10 tháng 9 vừa qua thì một cái vụ sạt lở xảy ra tại thôn Nậm Tông, xã Lậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào lúc 13 giờ 39 phút khiến cho 8 ngôi nhà bị vùi lấp. Và trong khi đó thì cái thông tin là có 7 người tử vong các bạn ạ và rất buồn đau là chúng ta chưa có cái thông tin về số người bị mất tích tức là những người bị mất tích bây giờ các cơ quan chức năng đang cứu hộ đang tìm kiếm chưa thể xác định được có bao nhiêu người mất tích trong cái vụ này trước đó thì cũng vào ngày 10 tháng 9 nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á lậm lúc là bị đất đá sạt lở vùi lấp là mất mất tích 5 người và theo ông Trịnh Xuân Trường cho tới thời điểm này là có bốn nạn nhân đã được tìm thấy cái thi thể Tức là thi thể của họ đã được tìm thấy Trong năm người mất tích thì có bốn người được tìm thấy thi thể rồi Có nghĩa tất cả năm người này à, chắc chắn là đã chết đúng không ạ Riêng cái ông giám đốc điều hành Thủy Điện này thì vẫn chưa tìm thấy xác Vâng đây là những cái thông tin liên quan tới sạt lũ à, Sạt lở là, là lũ quét ở trên phía miền Bắc Việt Nam theo như thuyết viết xem những thông tin có rất nhiều những giới văn nghệ sĩ những nhà hảo tâm từ tất cả các miền ở uh, Nam miền Trung và cả miền Bắc nữa là đang tập trung coi như đi đến các vùng bão lũ để uh, cứu giúp những người trong cơn hoạn nạn rất nhiều những câu chuyện đau lòng tang thương đã xảy ra ngay cả những chiến sĩ về đi làm uh, làm uh, làm cái chuyện cứu hộ cứu nạn này cũng gặp phải tai nạn uh, bị nước lũ cuốn trôi nữa xem những video mà rơi rớt nước mắt vâng thuyết xin thay mặt tất cả quý khán thính giả trên kênh định cư Canada có những lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình đang gặp nạn ở tại miền bắc Việt Nam và mong tất cả những chuyện này qua đi một cách nhanh chóng đem lại sự bình yên cho tất cả những người dân Việt Nam chúng ta trong khi đó thì Thuyết nhận nhìn thấy một cái lời bình luận của của anh Đỗ Văn Thành hiện đang sống Hải Phòng anh ấy viết nói rằng tôi là Đỗ Văn Thành hiện nay đang sống ở Hải Phòng đang chịu bão lụt nặng nề Chúng tôi nhờ anh nói với chị Ngân lấy lại số tiền 50 triệu đô của ông Trần để ủng hộ đồng bào bão lụt ở Việt Nam đang bị khó khăn. Với số tiền đó để cho uh, ông Trần chi phí cho những người ăn chơi uh, ấm cật, đối với đồng tiền phải chi đúng chỗ đúng người, nghèo khổ không để cho ông Trần chi số tiền đó cho Ngọc Bích và những bà vợ ăn chơi mà không uh, mà có ăn những đồng đó của vợ chồng Ngân làm bằng mồ hôi nước mắt Ngân công đức cho những người quá khổ. Trần lấy tiền của Ngân mua nhà cho Ngọc Bích, chúc Ngân ái khanh thuyết mạnh khỏe bình an ờ, và về Việt Nam chơi nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Văn Thành. Vâng, có không phải một mình anh Đỗ Văn Thành mà rất nhiều người mong muốn là Ngân lấy lại số tiền và bản thân Ngân trong ngày hôm kia nhé ngày hôm qua tôi không nói chính ngày hôm kia ấy thì Ngân cũng đã bừng tỉnh trong vấn đề mà khi uh, được xem cái video mà Võ Ái Khanh đưa cho uh, quay cái cảnh bác sĩ Trần Bế Ngọc Bích thì chính Ngân có những lúc đó cũng đã choáng váng và sau đó là Ngân có cái ý nghĩ là khi mà trong mấy ngày Ngân xem cái những cái thước phim về bão lũ ở Việt Nam thì Ngân cũng rơi rớt khóc rất nhiều và muốn trở về Việt Nam để làm từ thiện tất nhiên hiện tại thì không ai không ai cho Ngân đi bởi hiện tại là Ngân chưa khỏe đúng không ạ đang bị bệnh mà các bác sĩ đang chữa bệnh chưa xác định được nó là bệnh gì chắc chắn 100% cái thứ hai hai đứa con nó còn quá nhỏ trên cái chuyện này uh, để chờ Ngân khỏi lại cái chuyện đi thì có thể không cần đi bởi vì chưa khỏe thì chưa cần đi nhưng cái chuyện làm mà từ thiện có thể là chưa cần khỏe vẫn có thể làm được ở đây chỉ cần ngân tỉnh táo một chút thì có thể đóng đóng góp với ngân hàng ồ lên hỗ trợ coi như đồng bào đang bị bão bão lũ ở tại miền bắc Việt Nam chẳng hạn mình thông qua những cái cơ quan tổ chức của nhà nước nào đó đúng ạ à, có uy tín hoặc thông qua những uh, những nghệ sĩ nào đó ở Việt Nam chẳng hạn như Trấn Thành như Thủy Tiên vân vân đúng ạ à. uh, mình không có thể về được thì mình có thể làm cái cách đó gọi là chia sẻ uh, một ít gọi đến bà con vùng lũ lụt là cũng cảm thấy nó vui vẻ ấm cúng lắm rồi. Còn nếu được uh, lấy được cả cái số tiền 50 triệu đô la kia tính ra cả trên dưới ngàn tỷ mà để làm từ thiện trong vùng bão lũ thì đúng là không có cái gì bằng nữa. Uh, rất mong cái ước mơ của anh Đỗ Văn Thành và của những bạn cùng chung ý nghĩ đó sẽ trở thành sự thật. Thì trong câu chuyện này chúng ta phải đợi chờ các bạn ạ. Vâng, trong khi đó thì thuyết cũng nhìn thấy một lời bình luận của bạn Hương Hoàng 2082. Bạn ấy viết rằng là tội nghiệp cho bác sĩ Trần, là một bác sĩ rất tài giỏi thông minh mà phải chịu thua một cô bé mới có 19 tuổi. Vâng, bạn Hương Hoàng đang muốn nói tới à, phải chịu thua cô bé Nguyễn Hoa, tức là con gái của ông Trùm Nguyễn Đăng Lưu đúng không ạ. Trong cái chuyện mà cô bé này uh, trong cái chuyện mà uh, khi mà bác sĩ Trần nói chuyện với bà Lâm với Tám Trang trong cái chuyện mà trước đó thì ta, uh, bác sĩ Trần cho gia đình Tám Trang 50.000 đô đúng không ạ? Nhưng không biết bác sĩ Trần nói gì ra điều kiện gì đó với Tám Trang cho nên là Tám Trang khi nói đến cái chuyện này rất là sợ hãi và độc có mong muốn cha mẹ của mình trả lại bác sĩ Trần số tiền 50.000 đô này thôi. Thì trong khi đó thì hôm qua đã khi mà bà Lâm đúng là cái cơ hội đến tự nhiên rất là bất ngờ và bà Lâm đã nhắc tới cái chuyện này bởi vì bà có suy nghĩ chuẩn bị về Việt Nam và tất cả những chuyện tiền bạc liên quan tới mọi chuyện thì phải rõ ràng. Cho nên là có mặt Phạm Hoa à Nguyễn Hoa ở đó thì bà Lâm đã khôn khéo lồng cái chuyện này vào là và nói là bác sĩ Trần, nếu mà là muốn lấy lại số tiền đó thì hãy công bố một câu để bà Lâm xin trả lại. Còn nếu mà đã cho mà không lấy thì cũng công bố một câu để cho tám trang yên tâm là không bị suy nghĩ về chuyện đó nữa, thì bác sĩ Trần đã cười đã nói rằng đã cho là cho nói đây là bác sĩ Trần cho chứ không phải là cho vay. Còn nếu cho vay thì bác sĩ Trần sẽ nhận lại nhưng ở đây là bác sĩ Trần đã cho. Và trong câu chuyện này thì chính Nguyễn Hoa đã coi như là âm thầm lấy điện thoại ghi âm sẵn rồi. Chứ là đến khi mà uh, câu chuyện uh, khi bác sĩ Trần tuyên bố một cái thì Nguyễn Hoa đã lấy điện thoại nói ra, ô bác nói lời phải giữ lời ở đây là coi như là con đã ghi âm cái lời bác của nói rồi tức là bác đã cho người ta tiền. Vâng trong câu chuyện này thì uh, Thuyết cũng xin chia sẻ một chút về cái chuyện riêng nói thật với quý khán thính giả như thế này, uh, Thuyết cũng có một người thân uh, giúp đỡ tức là 100 triệu ở uh, cách đây lâu rồi uh, Thuyết không nhớ là mấy năm nhưng cái vào cái thời điểm đó Thuyết đang gặp những cái khó khăn rất là kinh khủng thì người thân của Thuyết giúp đỡ 100 triệu nhưng ở đây thì lại không nói rõ là cho hay là giúp à, à, cho hay là cho vay đó là lằng nhằng không khác gì câu chuyện của bác sĩ Trần đó mà Thuyết thì Thuyết nghĩ rằng người ta cho bởi vì lúc đó là mình kiểu nhiều chuyện nubu quá không hỏi rõ mà người ta giúp mình 100 triệu lúc đó là tính vào 3.000 bảng Anh các bạn ạ lúc đó là tiền bảng Anh theo thuyết nhớ nó là tiền giá 33 nhưng hiện tại như là cách đây hai ngày thì thuyết tra trên trên mạng thì tiền bảng anh bây giờ là giá 32, có nghĩa là nó không chênh nhau nhiều, không quan trọng gì cả. Thì mấy năm qua đi rồi thì mình cũng không có cơ hội mà nghĩ đến cái chuyện đó, chỉ biết là trong lòng mình ghi nhận cái sự cái lòng tốt đó và cảm ơn đúng không ạ. Nhưng mà chính cái thời điểm này thì tự nhiên câu chuyện đó lại khơi lại. À, người thân của mình có một ai đó nói rằng là ồ tại sao lấy tiền không trả người ta thế nọ thế kia. Trong khi đó thì mình nghĩ người ta cho mình, đó. Thế thì chính vì như khi mà nghe được cái câu nói này một cái thì Thuyết đã uh, trong hai tháng qua đã đã coi như cố gắng tích bóp tiền lại Và cuối cùng trong cái tháng vừa rồi là không trả tiền nhà nữa, lấy cả cái số tiền nhà nữa đập vào để đủ 100 triệu để trả lại cho họ Vâng thì ở trong câu chuyện này thì uh, uh, mình muốn xác định lại người ta muốn đòi mình thật hay là người ta như thế nào thì đến khi mà mà thuyết nhắn tin cho người thân rằng là ồ oh, cái số 100 triệu ngày xưa đó thì bây giờ cho xin số tài khoản để thuyết gửi lại thì người ta ngay lập tức cho mình số tài khoản có nghĩa người ta nhận ngay lập tức Đấy, các bạn thấy không có nghĩa là ở đây nó là cái gì cái chuyện cho ngày xưa vào điện cho và cho vay nó không rõ ràng đấy à, tuy nhiên người ta đã nhận lại thì coi như là thuyết cũng chỉ nói một câu là thế bây giờ xin đính chính lại đi khi người ta đã nhận tiền rồi, thì bây giờ xin hãy đính chính với tất cả người thân trong nhà nói lại rằng là à, tôi đã trả lại, tức là tôi đã nhận lại cái số tiền đó chứ không phải là cho ông Thuyết nữa. Đấy, bởi vì tất cả mọi người đều nói là cho rồi, mình đã mang ơn người ta rồi, cuối cùng đến bây giờ vẫn phải trả. Nếu mà bảo cho vay, ở ừ, tất nhiên vẫn mang ơn, ok. Những đây được bảo cho, đã cho thì đừng có đòi lại. Cũng như cái chuyện bác sĩ Trần đã cho, thì đừng có đòi lại. Trên là cái câu uh, cái gì nhỉ? ái tình mà phải phân minh mà tiền bạc thì phải dứt khoát rõ ràng nó phải như vậy chứ không nó mất nòng nhau hết các bạn ạ tiền bạc đáng quý thật nhưng mà nó cũng chẳng là cái gì nhịn ăn nhịn uống đi à, lợ lần một tí ví dụ như là lợ một tháng tiền nhà tháng sau sẽ nhịn ăn thêm một tí nữa một hai tháng sau cũng sẽ xong xuôi à, chứ còn thì nếu mà cứ mang nặng một cái chuyện tình nghĩa rồi lợ lần cái thứ mệt mỏi lắm Tất nhiên là mình trả rồi và mình chỉ biết một lời là xin cảm ơn rất rất nhiều vì trong lúc khó khăn người ta đã giúp mình đúng không ạ? Kiểu gì thì kiểu mình cũng phải cảm ơn. Cái vấn đề là ý của Thuyết muốn nói là cái gì nó phải rõ ràng, cho là cho mà vay là vay. Trên cái chuyện mà Thuyết đồng tình với cái câu chuyện là Nguyễn Hoa đã rất rất là dứt khoát và ghi âm luôn À, làm như vậy chứ còn cứ sập xí sập ngầu sau đến khi coi như là đưa cái số tiền đó sau lại bắt người ta phải ra cái điều kiện nọ điều kiện kia thì đúng là uh, là sống như vậy là không đúng. Vâng, bây giờ Thuyết sẽ xin đọc lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ có rất rất nhiều người phản đối bạn Đoàn Thị Điệp đến mức độ là trong hai ngày vừa qua Thuyết nhìn thấy dây đặc nói bạn Điệp rất là những cái từ thuyết góp ý với các bạn là uh, các bạn những nhiều bạn ở đây nói thật với các bạn là mình thuyết cũng không muốn nói nhiều nữa. Tức là nhiều bạn uh, nói với bạn đoàn thì điệp đã nó quá lời đi lắm. Tức là các bạn vô tư bình luận nhưng mà đừng uh, đừng coi như được dồn người ta vào con đường cùng có nghĩa là đừng thấy người ta không phản bác mà các bạn dùng những cái từ ngữ là uh, là điếm đĩ hoặc là con vật con thú gì đó thì theo thuyết là các bạn bỏ những cái từ ngữ đi không cần phải nói như vậy. Đó. Bởi vì ở đây là quan điểm của thuyết là rõ ràng tức là phải có một cái sự công bằng. Chứ các bạn một số bạn mà không được đọc nữa, làm sao mà không đọc bởi vì quan điểm của mỗi người chín người thường người ý mà nếu nói thật nhiều bạn mà tua đi, ờ ừ, các bạn thích tua cứ tua. Nhưng nói thuyết nói thật như thế này. Chẳng qua các bạn là tự coi như che giấu cái gì gì của mình thôi. Còn thì nếu các bạn là người công minh thì các bạn phải nghe cả hai tai chứ các bạn làm sao nghe được một tai? Nghe được một tai làm sao câu chuyện nó rõ ràng được đúng không ạ? Cho nên là bắt buộc trong cái câu chuyện cuộc đời ở trong cuộc đời bất cứ chuyện gì thì bắt buộc chúng ta phải nghe hai tai. Thì trong câu chuyện của bạn Đoàn Thị Điệp, thuyết sẽ không ủng hộ ai và không bênh ai cái gì cả. Nhưng thuyết thấy rằng có rất nhiều điều bạn Đoàn Thị Điệp nói cũng đúng. Nhưng mà những người khác lại không thừa nhận cái chuyện đó. Bởi vì bởi vì cái số đông, còn bạn Điệp thì là số ít, chỉ có mấy người thôi ví dụ thuyết nói và thuyết nói vừa nói là có những điều bạn điệp nói rất đúng ở đây chẳng hạn câu nói gì chẳng hạn bạn nói nói, nói rằng uh, không ai có thể đánh cắp được việc trái tim uh, chứ uh, bây giờ không phải là tiền bạc ví dụ người ta có thể đánh cắp được tiền bạc chứ không thể đánh cắp được trái tim đây là cái câu mà bạn đoàn thì điệp đã trả lời bạn hép vũ ngày hôm qua là bạn hép vũ nói bạn điệp rằng uh, chính đoàn thì điệp này đang muốn phỗng tay trên của ngân để cướp đi người yêu của ngân chính là bác sĩ trần nhưng bạn đoàn thị điệp hôm nay đã trả lời rằng là người ta có thể ăn cắp tiền bạc chứ người ta không thể đánh cắp được một trái tim có nghĩa là sao à người bạn điệp rất là yêu quý bác sĩ trần nhưng không thể đánh cắp trái tim của bác sĩ trần là để phỗng tay trên của ngân đó trong câu chuyện này bạn điệp đã trả lời vậy thì chúng ta phải nghe từ hai phía thì mới hiểu được đâu là đúng là sai đúng không ạ chứ nếu nghe từ một phía là chúng ta không thể đưa ra lời bình chuẩn xác được và thuyết nói rằng bạn điệp có những cái đúng thì ví dụ như cái vừa rồi đó là cái đúng Vâng, bây giờ Thuyết xin đọc. À, bạn Hép phi Vũ lên nghe lại cái video số 837, những gì trong bức thư mình đã nói. Thứ nhất, mình rất vui và sung sướng khi đã cứu được chồng của mình. Vì hiện nay cuộc sống của mình rất thành đạt và mình có cuộc sống ung dung tự tại. Cứ sao mình phải ghét hay oán hận anh ta. Ghét hay oán hận chỉ dành cho những ai thất bại về cuộc sống sau khi đi hôn mà thôi vì mình xem chuyện tình của mình và chồng cũ đó chỉ là nghiệp và đã trả xong rồi thì đến ngày ra đi để giải thoát cho mình và anh ta. Cả hai có một cuộc sống theo ý muốn riêng của mình. Thay vì mình và anh ta phải sống trong hoàn cảnh không ấm êm, bạn có thấy chuyện tình của Ngân và bác sĩ Trần thơ mộng biết bao nhiêu không? Chỉ vì bọn người cho là chính nghĩa phá đám mới ra đông nỗi này. Vâng, không những đánh đổi 2 năm tuổi thọ mà mình còn đánh đổi luôn một ngày uh, nghỉ nam. Mình đã gọi vô hãng bị bệnh và đưa em trai út của mình phải đến trường đón con trai út dùm mình tan học. Vì lý do sau khi nghe 4 video của anh Thuyết nói về chuyện của chị Ngân, mình đây không ngủ được sau khi viết ra bức thư đó. Bạn hép Phi vũ tin hay không thì tùy ở nơi bạn, một tiếng cười chế giễu của bạn cũng có thể uh, mất đi 2 năm tuổi thọ của mình rồi. Cũng không ngoại lệ cho những ai hiện nay tìm mọi thủ đoạn để ngăn cách chuyện tình của chị Ngân đến với bác sĩ Trần. Vì những gì mình đánh đổi để cứu được sự bình an cho chị Ngân, thật hay giả chỉ có quan thế âm Bồ Tát và trời đất chứng giám những gì mình đã thốt ra. Và sau đây xin nhắc lại những gì trong bức thư trước. Nếu bác sĩ Trần nghe được những lời này của em kêu gọi thì em van xin bác sĩ Trần hãy tìm mọi phương cách cứu uh, thân xác của chị Ngân. Bạn Happy Vũ có nghe thấy được những gì mình đã đánh đổi và tiếng kêu gọi xuất phát từ tấm lòng chân thật và những giọt nước mắt tuôn rơi từ trái tim nặng lòng thương cho một quá phụ 54 tuổi và đã bị bọn quỷ giữ nhìn ngó sở mó thân xác của chị hay không? Nếu không có sự đánh đổi tuổi thọ và tiếng gọi cầu cứu của mình thì Võ Ái Khanh làm sao xuất hiện đem video ra cho chị Ngân xem để cho chị Ngân có sức sống và trở lại bình thường. Vào ngày hôm qua, bạn Happy Vũ có nói mình có ý định phỗng tay trên của chị Ngân để lấy bác sĩ Trần. Xin thưa rằng, mình đã có lần tuyên bố nếu được chết trong vòng tay ân ái của bác sĩ Trần thì cuộc đời này đã toại nguyện lắm rồi. Điều gì là sự thật thì không thể chối bỏ ngay cả bây giờ bác sĩ trần yêu mình thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm đó tuy nhiên tình yêu phải xuất phát từ hai con tim chứ không thể đến từ một phía bác sĩ trần yêu ngân thì mình không thể có cách nào đánh cắp trái tim của bác ấy được người ta ăn cắp được tiền bạc chứ không thể đánh cắp được một trái tim đã không đánh cắp được trái tim của người mình yêu thì tại sao không vun vén cho tình yêu của người mình yêu được trọn vẹn yêu một người không đồng nghĩa là phải chiếm hữu được người đó. Mình đã chấp nhận sự thật và bằng mọi giá vun vén tình yêu của người mình yêu. Cầu xin bằng cả tấm lòng thành. Thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng thấy hạnh phúc. Như vậy đã quá mãn nguyện rồi. Nói tóm lại, cái gì không thuộc về mình thì không thể chiếm hữu. Dù bạn có dùng mọi thủ đoạn nửa lọc cũng đến thế mà thôi. Mình hiểu điều này nên không bao giờ đánh cắp trái tim của bác sĩ Trần tranh giành với chị Ngân. Cho dù yêu bác sĩ Trần tha thiết, ai cố tình vu khống thì kẻ đó chịu khẩu nghiệp theo thuyết nhân quả mà thôi. Đoạn video cuối ở à, trước em có kể lại câu chuyện 21 năm về trước của em đã từng cứu chồng cũ. Đây không phải là mình tự nâng cao bản thân mình mà là điều mình muốn nói. Nếu thành tâm cầu nguyện thì mọi chuyện mọi chuyện sẽ sẽ theo ý nguyện và đây chính là nghiệp duyên em tin rằng bác sĩ Trần là cứu tinh của chị Ngân thêm một lần nữa bác sĩ đã cứu chị Ngân thoát khỏi những bàn tay ác quỷ đội nớp da người đang bị chúng giày vò chị Ngân cả về thân xác lẫn tâm hồn quý vị đồng mạng có thấy không trên đời này duyên ai phận ấy làm gì có chuyện tình duyên của mình để người khác quyết định Thử hỏi tất cả những ai đang phản đối cuộc tình đẹp như tranh vẽ của Ngân rằng nếu các người đã yêu một ai đó và muốn lấy người đó làm chồng, làm vợ mà bị một nũ người ô hợp, hợp sức nhau lại, gây sức ép, ngăn cản, không cho mình lấy người yêu, lấy người mình yêu thì các bạn thấy sao? Ngay cả cha mẹ và người thân còn không có quyền quyết định can thiệp vào chuyện tình duyên của họ chứ đừng nói gì một lũ ô hợp, không phải người thân thích mà chỉ là đám người dưng nước lã thấy sang bắt quàng làm họ. Kẻ nào trong số đó cũng muốn gần ngân để bấu víu, mưu cầu lợi lộc. Trong số tài sản cách xù của ngân, nếu ngân cũng nghèo như bà ly hương, nghèo như phạm hoa, thì chắc chắn chẳng có một kẻ nào đến gần. Đây là một thực tế mà ai cũng nhìn ra. Thế nhưng kẻ nào cũng luôn miệng nói hai từ tình người, nhân nghĩa, hai từ đạo đức, cố tình chia sẻ tình duyên của ngân với bác sĩ trần. Tôi khuyên can mấy người đó vứt bỏ lòng tham sân si thù hận, sống kiếp làm người chứ đừng đổi nốt xác người, giả thú dữ. Các người chỉ cần đặt giả thiết Ngân là người thân của các người thì sẽ thấy Ngân khổ đau vô cùng, đã mất đi quyền được sống, quyền được yêu, quyền tự quyết tương lai của cuộc đời mình. Đơn giản vì các người không có một mối tình cao đẹp như Ngân, không có một người đàn ông hào hoa, phong nhã, quan tâm săn sóc tận tâm, nhiệt huyết như bác sĩ Trần. Nếu các người không dừng tay lại thì luật nhân quả chẳng chừa một ai. Lên nhớ, a dua theo số đông, làm điều ác, chưa chắc gì đã là người thắng cuộc. Mình không quên đó là công lao lớn của Võ Khanh đã bỏ công quay được một video hoàn hảo để lấy lại sức sống cho chị Ngân nhưng mình nói cho bạn hép vui vụ biết như thế này. Bạn và quý đồng mạng suy xét chuyện tình của chị Ngân qua tiền bạc. Còn mình thì khác. Mình không cần biết số tiền 50 triệu đô la đó đang ở đâu và mình cũng không cần biết tình yêu của bác sĩ Trình Trần dành cho chị Ngân đến mức độ như thế nào. Và mình cũng không cần biết thiệt hay giả. Từ đầu đến cuối, mình chỉ ủng hộ cho Ngân đến với bác sĩ Trần vì tình yêu của chị Ngân đến với bác sĩ Trần là chân thật. Còn bạn Hép Vũ có rất nhiều nghi vấn ở nơi bác sĩ Trần, nói đúng hơn là bạn Vũ muốn mình cứu mạng chị Ngân, nếu chị Ngân mất trắng tay cho bác sĩ Trần. vào ngày hôm qua bạn Hép Vũ có nói rằng mình muốn phẫng tay trên của Ngân để chiếm đoạt bác sĩ Trần. Bây giờ mình trả lời cho bạn và những ai đang có suy nghĩ đó mình yêu bác sĩ Trần là sự thật không thể chối bỏ. Mình từng tuyên bố nếu được chết trong vòng tay ân ái của bác sĩ Trần thì mình cũng không bao giờ ân hận. Điều này không có gì phải mắc cỡ mà phải thấy rất đáng tự hào vì mình đã trao trái tim cho một người đàn ông có nhân cách vĩ đại. Nó không khác gì tình yêu của chị Ngân đang trao gửi cho người ấy. Tuy nhiên, không phải cứ yêu một người là phải dùng mọi thủ đoạn để chiếm hữu người ấy. Theo mình thấy, À, bạn hép vi dũ quá vô duyên bạn có dám bảo đảm hai người đàn ông hiện đang ngỏ lời cầu hôn với chị ngân không lấy tiền và ăn bám ở nhà của chị ngân nếu họ được làm chồng ở uh, chị ngân không đây là mình chưa nói tới vũ tiến hùng hoặc các ông khác nhé cũng như mình đây đã từng nói nếu chị ngân phải mất trắng tay thả mất trong vòng tay của bác sĩ trần đó là người chị ngân thương yêu còn hơn là mất trắng tay với bọn côn đồ đoàn dư Vinh hay kẻ nhu nhược Vũ Tiến Hùng muốn đem thân xác của chị Ngân hiến dâng cho bọn quỷ dữ. Vì bọn nó không thể nào đem so sánh với một người như bác sĩ Trần danh vọng cao ngất ngưỡng. Cũng cần phải nói thêm rằng Vũ Tiến Hùng là kẻ nhu nhược chỉ biết bám váy đàn bà, ít nhất cũng lấy của chị Ngân 200.000 đô la, cả gia đình sang được đây mất thêm rất nhiều tiền của chị Ngân và của bác sĩ Trần nữa. Thế nhưng hắn ta vô ơn bạc nghĩa đứng về lũ quỷ dữ làm cho chị ngân thân tàn ma dại sống không bằng chết bây giờ cả gia đình vẫn đang cố bám lấy ngân chờ ngân mua nhà làm đoàn tụ cho hai đứa em và sau đó là lấy thêm tiền rồi tìm cách không cho ngân sử dụng số tiền của chính mình thật là nhục nhã mình đây hơn bạn đó chính là mình có một tấm lòng nhân hậu và một trái tim chân thật những giọt nước mắt rơi rớt từ con tim dỉ máu chứ không phải nước mắt cá sấu của mấy người nói rằng thương chị Ngân quá nhưng lại cố tình cản trở Ngân lấy bác sĩ Trần. Có lẽ trời xanh đã nhỏ lệ xót thương bởi lời cầu xin của mình, quan thê âm Bồ Tát cũng rủ lòng thương cho nên Võ Ai Khanh đã đem bóng dáng của bác sĩ Trần xuất hiện trước mặt của chị Ngân. Và đến cuối cùng, chị Ngân đã khỏe lại. Đây là sự thật ở trước mắt. Bạn không tin thì cũng phải tin. Vì ở trên đời này, không có chuyện ngẫu nhiên như vậy đâu và mình cũng không cần biết đến chị Ngân có con muốn làm vợ bác sĩ Trần nữa không. Nếu chị không làm vợ bác sĩ Trần thì đây cũng là một sự tổn thất cho Ngân. Và nếu chị Ngân nghe lời Võ Anh Khanh hay một ai đó thư kiện bác sĩ Trần, em đây sẽ ủng hộ và vẫn giữ nguyên lời cầu nguyện đánh đổi 2 năm tuổi thọ, một ngày nghỉ làm và không đón con trai tan học để lấy sự bình an cho chị Ngân. Thậm chí còn hơn nữa, và bạn Happy Vũ lên biết rằng chuyện tình của vợ chồng mình khác rất nhiều với chuyện tình của chị Ngân và bác sĩ. Ngoại tình bạc bẽo là một loại đàn ông lên biến mất, còn đàn ông như bác sĩ Trần là một loại đàn ông đa tình, khôn khéo hơn người, cũng như bạn Happy Vũ đã từng ngưỡng mộ trước đó. Hơn nữa, những người phụ nữ này, họ đều tình nguyện đến với bác sĩ Trần. Trước kia người của bà hoàng thị yến đã từng rình dập nhà của phạm hoa nhưng bác sĩ vẫn nghiêng ngang đến và hay ngày trước võ ái khanh công khai đã thấy bác sĩ trần ngủ đêm của nhà ngọc bích nhưng bác sĩ trần vẫn tới vì vàng thật không sợ lửa hơn nữa tâm địa của ngọc bích ra sao thì mọi người quá biết rõ còn chuyện tình của mình dành cho bác sĩ ra sao đến mức độ nào và có lấy tiền của bác sĩ hay không thì tự mình biết mình đây không cần phải biện hộ ai cứ nói gì thì nói lòng ta vẫn vững như kiềm ba chân mình không bao giờ bỏ ý nghĩ phải chạy theo số đông và mất nập trường như bạn hép phi vũ vì mình tin tưởng vào trực giác của mình và mình tin những gì anh thuyết truyền tải em xin anh thuyết trả lời dùm em cho bạn hép phi vũ em cảm ơn anh thuyết rất nhiều và em xin chúc tất cả mọi người vui khỏe hạnh phúc Nước Mỹ, ngày 11 tháng 9 năm 2024, đoàn thi điệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, đây là lá thư tương đối dài của bạn đoàn thi điệp đến từ đất nước Mỹ. À, trước hết thì xin thay mặt tất cả à, những người đang ở trong câu chuyện tình đang diễn ra xứ sở la phong và thay mặt tất cả quý khán thính giả trên kênh định cư canada xin chúc bạn đoàn thị xin cảm ơn bạn đoàn thị điệp rất nhiều và chúc bạn và gia đình của bạn luôn luôn khỏe mạnh à, cũng hy vọng rằng bạn đoàn thị điệp luôn luôn là một cộng tác đắc lực của kênh định cư canada để góp uh, cho thêm cậu câu chuyện tình thêm phong phú cho những người trong cuộc uh, kết thúc câu chuyện tình của mình uh, một cách có hậu nhất vâng thưa quý vị và các bạn, bạn đoàn thị điệp đã trả lời bạn hép phi vũ lá thư ngày hôm qua rồi và trong đó có liên quan tới rất rất nhiều vấn đề khác nhau trong câu chuyện này nói thật với các bạn rằng uh, nếu thuyết ở trên vào câu chuyện này thì nó sẽ rất phức tạp trên là thuyết vấn đề ngỏ tức là các bạn cứ tự đưa ra những lời bình luận uh, thuyết chỉ có một khuyến cáo vẫn nhắc đi nhắc lại là các bạn không nên dùng quá những những cái từ ngữ lo quá 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 bị người khác tổn thương vậy thôi còn các bạn cứ tranh luận vô tư không ai ngăn cấm gì cả cái quyền tranh luận là của các bạn vâng trong khi đó thì thuyết cũng vừa nhìn thấy một lời bình luận của bạn happy vũ bạn này theo như thuyết biết là bạn ấy cũng đang ở bên mỹ luôn cũng là người việt nam chúng ta và đang ở bên mỹ và trong cái lời bình luận này thì bạn ấy uh, nói về cái câu chuyện là bác sĩ trần đã khóc thì cái cái câu chuyện này nói thật với các bạn chính bạn Hép Vũ và mình vẫn khác quan điểm với nhau uh, thuyết sẽ đọc lên và chúng ta sẽ uh, chia sẻ một chút nhé bạn Hép uh, Vũ nói như thế này tôi lại bố thuyết rồi bố quên là lão Trần là bác sĩ tâm lý thì chuyên uh, chuyên rơi nước mắt như một diễn viên thì khó gì lão quỳ dưới chân ngân mà trên vạn người mà đang khuyên ngân không tiếp xúc với lão dưới một người mà trên vạn người đấy ông ạ ông dở hơi ông dở hơi thế ông lại quên là lão già khùng điên ở Thái Lan để thoát khỏi nhà tù hay sao giờ đây hắn có giấy bác sĩ chứng nhận bị bệnh trầm cảm đây là một thứ vũ khí lợi hại khi có biến hắn sẽ rút ra đấy lão Trần bị uh, vỡ alo là do ý trời tát chứ không phải là do ngân tát tôi mừng vui hớn hở lắm chứ không mừng thầm như trước đây nữa ông trời tát vì những lời biện hộ điêu ngoa của hắn nếu mà thằng Huy nó thấy nó cũng sẽ khuyên ông ơi ông 72 tuổi rồi sao lại bế chị Ngọc Bích thế à, ông dìu chị Ngọc Bích đi vào nhà kẻo ông gãy nâng đấy ông quả là có sức mạnh phi thường trong lúc cao trào hồi hộp dập dìu <laughs> vâng xin cảm ơn bạn Happy Vũ bạn có những cái từ ngữ nó hơi bị hay đấy à, đúng là phong ba bạo tác không bằng ngữ pháp Việt Nam thật nói thật với các bạn là thuyết cũng không hiểu là uh, bạn Happy Vũ nói rằng là khi mà bác sĩ Trần bế Ngọc Bích mà lúc đó đang là cái lúc cao trào hồi hộp dập dìu không biết là cao trào hồi hộp dập dìu nó như thế nào nó như là con bươm bướm nó vỗ hai cánh hay sao nó dập dìu kiểu thế là hay như nào thì cũng không hiểu nữa mà uh, mà tại sao vậy bạn cứ quan tâm đến chuyện bế Ngọc Bích Ngọc Bích bị đau chân rồi làm sao mà đi được mà làm sao mà phải phải dìu chứ là phải bế thôi Huy nó nhìn thấy thì nó thằng Huy nó 6 tuổi nếu mà nó nhìn thấy theo tuyên nghĩ là nó cũng sẽ ủng hộ coi như bố nó là là bế chị Bích bởi vì chị Bích coi như là đang bị đau chân Thuyết nói là Thuyết có vẫn có những cái bất đồng với bạn Happy Vũ lý do tại sao vậy Thứ nhất là bạn ấy nói rằng là bác bác sĩ Trần là một cái người tức là nghiên cứu về tâm lý con người đúng không ạ tức là biết cái cách tức là lúc nào thì rơi nước mắt lúc nào thì khóc theo thuyết nghĩ rằng bác sĩ tâm lý nó khác diễn viên điện ảnh nhé các bạn ví dụ như diễn viên điện ảnh là uh, chẳng hạn đạo diễn nói rằng cái chỗ này là uh, uh, chỗ này là đang uh, cầu xin mình đang bị oan đức tình yêu của mình đến với ngân nó là sự thật rõ ràng mà mọi người lại đổ oan cho mình như vậy mà chính bản thân ngân cũng đổ oan cho mình như vậy thì khi người ta bị uất ức à quá người ta không thể thanh minh được thì người ta sẽ phải khóc và lúc đó đạo diễn phim sẽ nói với với cái người diễn viên là chỗ này phải khóc khóc thật nhiều vào và nước mắt phải tuôn rơi nếu mà nước mắt không rơi được thì phải cho một ít ớt bột vào ngay cạnh mắt đó để để cho nó, để cho nó nước mắt nó mới rơi không biết là ngày xưa thuyết có nghe nói là những diễn viên đi đóng phim ấy không khóc được thì coi như là đạo diễn nó bôi một tí bốt ở ớt bột ấy vào ngay cái cạnh mắt là lúc ấy bị ke xè nó nước mắt cứ tuôn rơi rơi mãi không hết luôn <laughs> cho nên là không biết là uh, bác sĩ trần có mang theo ớt bột hay không thì thuyết không biết nhưng mà ở đây thì tại sao thuyết nói với bạn hép phi vũ là là thuyết và bạn vẫn có những bất đồng bởi vì ở đây là bác sĩ trần không phải là diễn viên điện ảnh bác chỉ biết là là một bác sĩ tâm lý cái chỗ này là bác cũng hiểu là ô tâm lý là uh, cái người này uh, mình đang bị oan ức đây và ngân đang cần một cái tình yêu thật sự là phải nói khéo rồi phải khóc được nữa thì có thể bác ấy sẽ nghĩ được như vậy đúng không ạ chứ người ta không bắt buộc thì ở đây nói thẳng các bạn đàn ông mà khóc được nó không phải đơn giản có nghĩa khi trái tim người ta bị uh, bị tổn thương nặng nề quá hoặc là người ta bị rung động trước một cái vẻ đẹp một cái sự quyến rũ nào đó hoặc người ta mừng vui vì mà chẳng hạn như là ở một cái niềm vui ví dụ như là người thân xa nhà cảm tưởng như đã mất nhau đến hôm nay lại gặp được nhau các bạn hình dung ra ví dụ như bây giờ hôm qua thuyết thấy một cái tình cảnh là một cái người cha người ta ôm một đứa con trong cái vụ bão lũ khi mà tưởng con trai của mình đã chết rồi nhưng đến khi gặp lại được con người ta tưởng con chết đến khi bây giờ lại gặp được thì lúc đó không thể nào có thể kìm nén được ôm nhau và khóc thì bắt bắt buộc bác sĩ trần phải có những cái có những cái bị rung động như vậy thì nước mắt mới tuôn rơi được còn nếu không có sự rung động như vậy thì bắt buộc phải mang theo ớt bột cho nên là chuyện này các bạn cứ bảo là ông ấy khóc giả vờ nhưng mà nếu giả vờ thì bắt buộc phải mang theo ớt và để bôi vào mắt để cho nước mắt nó tự nó tràn ra nó cay xè đúng không ạ còn thì nếu không mang theo ớt bột thì rõ ràng là sự rung động của trái tim thì nước mắt người ta mới tuôn rơi như vậy vâng còn trong cái đoạn cuối bạn bình luận là lúc mà ngân á trong câu chuyện ngày hôm qua các bạn thấy rằng ngân chỉ là vô tình thôi lúc ngân đã ngồi quay mặt đi thế này không muốn nhìn bác sĩ trần lúc đấy à, lúc đấy là Ngân coi như đứng ở cửa sổ đúng không ạ mắt à, nhìn qua ra cửa sổ tức là mặt quay ra cửa sổ không nhìn Bác sĩ Trần trong khi đó Bác sĩ Trần quỳ xuống dưới đất hai tay của Bác sĩ Trần tóm lấy tay của Ngân cầu xin Ngân thế loại thế kia à, giải thích cho Ngân để nói rằng là ồ anh sẽ đưa em à, đi hết quãng đời cuộc đời này đúng không ạ tức là tình yêu của Bác sĩ, sĩ Trần muốn chứng minh cho Ngân rằng là đó là tình yêu chân thành đến từ xuất phát từ con tim của mình À, tuy nhiên lúc đó thì ngân không tin nữa tức là ngân trái tim đã bị tổn thất khi mà xem cái video của bác sĩ trần đúng không ạ xem cái video của của, của bà hoàng thiến uh, đã quay được đó thì ngân đã coi như rất bức xúc và hất tay ra đúng không ạ và cái sự hất tay vô tình đó thì coi như là bác lúc bác sĩ trần đang nói thì cái tay của ngân vô tình hất một cái thì vào cầm bác sĩ trần mà các bạn biết rằng là khi mà hất vào cầm á, mà bạn đang nói mà bị hất một cái thì chắc chắn là răng sẽ cắn vào lưỡi thì lúc đó là tự nhiên bị chảy máu thôi thì ở đây nó là một cái sự vô tình rất vô tình nhưng bạn hép phi vũ lại cho rằng đây là cái sự trừng phạt của ông trời đó thì cái này thì thật sự là thuyết không biết à, trong cái đoạn mà nhiều người nói rằng là cái thuyết nhân quả thì tất nhiên là thuyết tin cái chuyện thuyết nhân quả nhưng mà chẳng nhẽ nó lại đến sớm vô cùng như vậy hay sao nó phải ít ra nó phải có một cái thời gian như thế nào như thế nào đó mà ở đây coi như là uh, mới câu chuyện mới xảy ra một cái lại có cái hiệu ứng ngay thì thuyết không tin vào những cái chuyện có hiệu ứng sớm như vậy thuyết cũng xin lỗi mọi người hôm qua dùng mấy cái từ mà khi mà tranh luận nó sôi quá thì nó hay bị kiểu như là nó 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 không kìm được ấy chẳng hạn nói là mà, mà lúc đó là bác sĩ Trần bị uh, cái mồm bác sĩ Trần bị coi như chảy máu thì Tuyết lại dùng cái từ mõm thì ở đây là là Tuyết xin lỗi bởi vì đó là những cái từ mà mình nói nhanh quá không kìm nén được ấy mà đến khi mà thu âm được uh, tận 30 phút rồi nó có lại xóa đi chỉ vì một câu mõm với mồm thôi thì lúc đó nó rất là mất nhiều công sức nữa các bạn bởi vậy mà mong tất cả quý khán thính giả hãy thông cảm nhé vâng thưa quý vị và các bạn video đầu tiên trong ngày hôm nay của thuyết xin tạm dừng tại đây thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo